Ngày 28 tháng 9, chết cho tha nhân. Điều vô cùng huyền nhiệm là tất cả những người đã sống với và sống trong thần khí Thiên Chúa sẽ dự phần vào việc gửi thần khí qua cái chết của họ. Tình yêu Thiên Chúa tiếp tục được gửi đến cho ta, và cái chết của Chúa Giêsu tiếp tục trổ sinh hoa trái nơi tất cả những ai sẽ chết như Ngài đã chết, một cái chết cho tha nhân. Bằng cách này, chết trở thành phương thế đạt tới hoa trái đời đời. Ở đây ta chạm vào khía cạnh đem lại niềm hy vọng, nhất là nơi cái chết của mình. Cái chết có thể là điểm kết thúc của sự thành công, năng suất, danh tiếng hoặc tầm quan trọng của chúng ta giữa mọi người. Nhưng chết không phải là điểm kết thúc trổ sinh hoa trái nơi chúng ta. Ngược lại thì đúng hơn, sau khi ta đã chết, cuộc đời trổ sinh hoa trái của ta mới thể hiện sự viễn mãn của nó. Hiếm khi bản thân ta nhìn thấy hoặc trải nghiệm sự trổ sinh hoa trái của mình. Thường thì ta vẫn quá bận tâm với những thành tựu của mình và không nhìn thấy sự trổ sinh hoa trái của những gì ta sống. Nhưng vẻ đẹp của sự sống lại ở chỗ nó sinh hoa trái lâu nay sau khi chính sự sống đã kết thúc. Chúa Giêsu nói: "Thật, thề bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác." Đây là huyền nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu, và cũng là cái chết của tất cả những người sống trong thần khí. Cuộc đời của họ trổ sinh hoa trái vượt xa giới hạn của sự hiện hữu ngắn ngủi và thường rất cục bộ của họ.